Ngày 17 tháng 8 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, một hội thảo lớn do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Dự án Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập đã tổ chức với chủ đề Vượt qua hàng rào kỹ thuật của ngành nông sản thực phẩm để xuất khẩu sang châu Âu. 200 đại diện của doanh nghiệp thực phẩm, những doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành, các nông dân, tổ hợp tác xã về chăn nuôi trồng trọt đã tham dự. Sự kiện trên là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, một chương trình mới vừa được hai bên ký kết là Hợp tác hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn. Thực tế, người nông dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong hội nhập luôn bị thiệt thòi nhất trong việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và vẫn thường gặp khó khăn, có khi bị đối tác vi phạm hợp đồng, lấy lý do là chất lượng sản phẩm không ổn định. Quả thực, thiếu tiêu chuẩn cũng là thiếu giấy thông hành, thiếu tính cam kết về chất lượng hàng hóa, dù bản thân hàng hóa không phải là kém chất lượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hàng nông sản Việt Nam trước nay chủ yếu là xuất thô, giá trị thấp và thường bị kêu gọi giải cứu. Chương trình hợp tác mới giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, nội dung cơ bản của thỏa thuận hợp tác gồm 4 việc: xây dựng nhận thức và kiến thức nền cho nông dân và doanh nghiệp về tiêu chuẩn, tư vấn xây dựng tiêu chuẩn, kết nối hỗ trợ truyền thông về tiêu chuẩn cho nông dân, doanh nghiệp, hỗ trợ đổi mới công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. Thực tế là trong 2 năm qua, từ khi thực hiện dự án Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập, đã có nhiều hoạt động của dự án đã được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nông dân có thể tham gia sâu hơn trong chuỗi sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn, đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Từ thực tế ban đầu nhận thấy là nông dân và doanh nghiệp chưa quan tâm đầy đủ đến xây dựng tiêu chuẩn. Mới đây, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã tổ chức cuộc khảo sát 70 hợp tác xã, tổ hợp tác và các hội quán nông dân Đồng Tháp và gần 100 doanh nghiệp ngành thực phẩm. Bên cạnh đó là những hội thảo trao đổi thông tin, kiến thức về tiêu chuẩn cũng như các khóa học về Global Gap trong ngành chăn nuôi, trồng trọt do chuyên gia quốc tế và thành viên Hội đồng Kỹ thuật của dự án đảm trách. Cái sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất manh mún nó gần như là một cái đặc trưng của cái ngành nông nghiệp Việt Nam rồi. Trong cái bối cảnh hội nhập hiện tại thì mình phải làm sao để mà cho họ có thể tham gia vào trong cái chuỗi này chứ không phải là đưa họ ra. Trong cái phần mà xây dựng cái bộ tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập sẽ có những cái nhóm riêng đối với cái chăn nuôi nông hộ nó sẽ là như thế nào, đối với cái chăn nuôi công nghiệp nó là sẽ như thế nào. Và ngay cả trong Global Gap, cái tiêu chuẩn cho chăn nuôi gia cầm thì họ vẫn có cái phần nuôi chăn thả. Thì cái phần đó rõ ràng là áp dụng cho cái chăn nuôi nhỏ. Khi chúng ta nói đến nông sản và thực phẩm hoa quả, với xoài chẳng hạn, thì không phải chất này chúng ta không được không dùng, mà là chúng ta nên dùng vào lúc nào. Nếu chúng ta dùng một ngày trước khi chúng ta thu hái, thì đương nhiên những dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn ở đó. Thế nên chúng ta sẽ phải sử dụng trước một số ngày nhất định, thì sẽ đảm bảo được sản phẩm không có những hàm lượng chất gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc này liên quan đến những kiến thức của người nông dân. Nên tôi nghĩ, chính phủ sẽ phải đóng vai trò lớn trong việc cung cấp và phổ biến những kiến thức này cho nông dân để họ nắm bắt được. Trong khi đó, ngành nông nghiệp Việt Nam đang có rất nhiều người lao động, nên việc này sẽ tác động và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Thế nên chúng ta nên thực hiện những bước này để chúng ta có thể tự hào rằng nền nông nghiệp Việt Nam có nhiều sản phẩm có thể xuất khẩu được. Hoạt động của câu lạc bộ các thành viên đạt chuẩn hội nhập tiếp tục có nhiều hoạt động vì mục tiêu của chương trình mới này. Cụ thể nhất là triển lãm tại Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tỉnh Đồng Nai hôm nay. Ngay tại ngôi nhà chung triển lãm Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tỉnh Đồng Nai này có các nội dung giới thiệu sản phẩm, hình ảnh trong việc trang bị nhận thức về tiêu chuẩn cho doanh nghiệp và nông dân. Tới đây, các hoạt động của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có thêm những hướng phát triển mới, hỗ trợ cho chính những người nông dân và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh mới của sự hội nhập sâu và chuyển đổi số.